vả vả đấy, một vả đấy. Này thì đàn bà là hợp náo là nó vả luôn. Mấy vả đấy chứ không phải một vả đâu. Đây à, của Dương Quá này à? Bán được mấy cây rồi? Đây là có 2 cây rồi. Vinh Danh à? Dài, dài hàng đồng đấy. Được phết. Vinh Danh bao tiền anh? 4 triệu ạ. Si? Si có 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Đây nữa à? Ừ. Khủng Long Bảo Chúa. Khủng Long Bảo Chúa. 35 triệu. 35 triệu à? Hình đấy. Yeah. Con này giá đinh luôn. Dương Quá. Có chậu. Dương Quá này ngồi cạnh Coco này. Chết đấy. Bảo mẹ. Coco. Của để dành hàng đi chơi rồi. Hàng đi chơi. Dương Quá mà một sao thân tay. Đấy, cây gì 2,5 triệu đây. Si này nhũn hết nhỉ. 3,5 triệu. Đấy. Không phải là gốc gì không? Xanh. Đấy mẹ. Bán nước đi. Đây đấy nhẹ nhỉ. Cây muội hồng à? Muội hồng. Mun đen nhé. Kia nó đẹp hết rồi em. Tục ạ. Cây mẫu đơn cái sau là về làm giá sau được. Cái sau về làm giá nội bộ sau vậy. Được, được. Đấy, một giá ấy nhai thôi. Lang thang tí đi anh em, mình làm ấm nước. Chợ phải bán chứ, vẫn để lại lối đi là được. Đấy. Quầy hàng dạt hết đi. Sáng ngày mở hàng nhé bác. Nếu cần chục cây rồi. Ui thế, ấm nò quá. Ấm nò quá. Ấm no quá. Bán cây nhỏ nhỏ trên thủ đô bán dễ. Đây thì lâu lắm rồi. Đây. Đúng quá. Con này về cho trẻ con ngồi chơi được. Ngồi chơi thôi. 5-7 năm. Bình. Ok. Để sang bên này một chút. Sang cái xe ở đây chút xem có cái gì hay. Đã chơi của anh thôi. Đang phôi này gốc thì dễ bán chứ còn đến lúc mà hoàn thiện rồi còn khó bán lắm. Anh cứ tưởng 45 triệu, các anh cứ nghĩ đơn giản. Tôi đố các anh giờ, các anh đầu tư 45 triệu cái này mà các anh trồng 5 năm sau các anh bán được 45 triệu. Mà cho dù bán được thì các anh chỉ là hòa vốn mà là. Thôi lúc đấy mình lại cắt về phôi này để bán. Lại cắt về phôi thì lại bán được. Đồng ý anh. Nhất trí, nhất trí. Thì các anh tưởng với tôi. Tôi có rất nhiều cái hoàn thiện thì không ai hỏi. Hôm nay bao nhiêu đây, ở đây? 8 triệu. 8 rồi. Này sao cho cái máng to thế. Ở nhà là thay cái này đây.
Lepton Store. Lepton Store. Con đấy bao nhiêu đây? Vừa bảo bao nhiêu bác? 45 triệu anh ạ. 45 á? Kinh thế nhỉ? Theo anh thì có hợp lý không? 4.5. Đây bầm bên chỗ này là ngon rồi. Đấy, chuyển này là ngon rồi. Chuyển được rồi. Cái này thôi. Ừ. Đây là bên dưới. Cái này được cái giá đẹp kìa, vàng. Đâu? 45 á? 45 đấy à? 45 thật à? Giá trị đấy. Được mỗi mặt. Mỗi mặt. Nhưng tất cả cái này thì đúng là còn lại là cái này dễ dư. Như thế nào? Xương thì năm điện người ta hay bó vào. Năm điện còn bó. Trong này thôi nhưng mà xử lý bóc cụ là cái này. Đây đi. Rồi 50 con quay cho. Không mà phải trèo mẹ lên như dễ. Thế yeah. Tức là có lên không đâu. Biết năm chục trèo ngay lên. Ôi dễ. Em móc được cái gì ra ở đây để mà dừng? Xí bán chưa? Dạ. Nuôi chứ. Thế là bây giờ đang đòi 18 hay 20 triệu. Đúng rồi, thằng nào hỏi cứ phải bảo 20. Về đây chuyển đó. Cho nó đỡ hỏi. Qua về nhóm trường ấy mình đéo còn con nào. À đéo sao ngàn lại ngàn cây đéo mỏ. Sao nào? Lại vào đấy? Mua vào đấy chết à? Toàn cây thì tỉ. Hôm nay mà sau như này thôi rồi nhỉ. Ui. Nghệ sĩ này đi săn hơi sớm đấy. Anh hôm nay đi sớm quá. Hôm nay có cuộc họp phải đi sớm. Săn mắt hai lưỡi buổi chiều phết nhỉ. Vừa rồi cây đấy đang nhặt cái này này. Trông cái này nó rõ ràng này. Em không cười nào. Dạ. Vâng, hợp với dáng của ông ấy. Phong cảnh nhỉ. Lại một đôi này. Cây này thì bao nhiêu bác? Cây này thì bao nhiêu? 12 triệu. 12 à? Còn cây kia? Một đôi 20 triệu. Một đôi 20 à? Cây si cổ này. Đâu? Si cổ hả? Thì 55. Được cả bể đấy nha. Dưới này cũng si nhỉ. Cái một chậu cho vào những cái chậu dã man nhỉ. Về bảo họ nó làm. Con này. Con này còn thì 25. Chắc con này thì mềm hơn nhỉ. Không chục tí. Không chục tí. Con này 45 phải đấy. Ông là hỏi là mình cứ báo chứ cho nó giạt đi. Trả lời mệt. Vì là người thiện chí mua ít lắm, toàn hỏi chơi chơi thôi. Bắt mẹ lấy được cái giả. À, bây giờ mới ra đấy. Cho bà con bán cho nó khoái. Em một quay nhưng trong hồi từ sau uống nước nữa. Vâng. Anh em giao lưu tí. Vâng. Thì tớ đây tớ biết cậu qua kênh thông tin nhiều rồi. À thế ạ. Hôm nay mới gặp vâng. Ngoài ấy. Vâng. Tám quay lốt đi. Ok. Vâng. Vâng vâng, bắt ngồi. Ngó đi. Cái này ăn chia đấy. Đấy, quay cái mặt đi ra. Đấy.
Nguyễn chưa? Đi. Nguyễn chưa? Ừ. 45 triệu. Kinh điển đấy. Đấy, 45 đấy. 45 triệu. Ở đây, vẽ. Đây, số của ông này đây. Suy Sơn Tây à. Vâng. Lên mầm rồi. Nó thấp mà nó gọn gàng như cái mầm. Sợ không lên mầm à? Hôm nay mang có 2 cây chứ không? Kia mà đàn kia. À thế. Cái này thì nhỉ? La Hán. Chỉ vì mỗi cái quả gọn thôi nhỉ? Đây là già đấy. Nhưng có một cái đặc điểm này thường chúng này thêm tất cả cái mầm nó đều. Tông mà làm được cái thanh. Cái này cho em nhỉ? Thích những cái khẩu như này này. Đâu ạ, ông về ông thiết kế thêm cái tay rơi không ạ? Đó tiệm. Dạ. Người chuyên gia sáng tác tay rơi.